thành một dòng máy cưa xích cắt tỉa cành cây chạy xăng nhỏ và nhẹ nhất trên thị trường hiện nay với mã là Hotpanda HP2500S này. Và bây giờ Bảo Yến sẽ khui thùng và hướng dẫn các bạn thực hiện cách lắp ráp máy nhé. Chúng ta sẽ có một máy cưa xích Hotpanda với mã HP2500S kèm theo là một lăm 2,5 tấc, một tờ sách hướng dẫn sử dụng kèm một phiếu bảo hành đi theo, bộ đồ nghề kèm theo máy và một mắt xích. Bây giờ hãy cùng Yến thực hiện cách lắp ráp máy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở hai cái ốc này ra để chúng ta bỏ lam và xích vào trước. Lưu ý là chúng ta sẽ để cái phần này theo cái hướng đi lên nha. Lắp cái ốp lam vào để cố định lam và xích. Cái con ốc này lại, sau đó chúng ta sẽ sử dụng một cái tô vít để chúng ta siết cái sự căng của dây xích lại thì chúng ta mới siết ốc chặt lại được. Thế này là mình đã sử dụng được rồi nhé các bạn. Rồi, chúng ta sẽ cuối cùng là chúng ta sẽ dùng cái cần chữ T để chúng ta cố định hai con ốc này lại và sau đó chúng ta đã sử dụng máy được rồi. Và bây giờ Bảo Yến sẽ châm nguyên liệu và test thực tế máy cho bà con cùng xem. Và bây giờ Bảo Yến sẽ giật đầu máy và test thực tế cho bà con coi. Hoặc truy cập website để được tư vấn cụ thể hơn. Còn bây giờ Bảo Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.